Cho anh một cơ hội đi. Nếu em cho anh một cơ hội, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để em thấy được anh vẫn là một người chồng tốt. Em về với anh đi Dân. Tình yêu trong tôi chết rồi. Đây là hồ sơ ủy quyền của cô Nguyễn Vũ Anh Đào. Nhường tất cả số cổ phần của mình 5% cho anh Vincent Phạm. Anh Tân, kiểm tra đi. Đúng là hồ sơ chuyển nhượng số cổ phần của anh Đào qua cho Vincent. Như vậy thì hiện ông Vincent Phạm đang nắm giữ 46% cổ phần, cao hơn ông Nguyễn Công Thành 1%. Cậu khoan hãy vội mừng. À, cậu còn nhớ 5% của ông Huy mà cậu muốn mua không? Vậy cậu có biết tôi đang nằm ở đâu và ai giữ không? Xin lỗi mọi người, tôi có cái này giao cho Vinh thôi. Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của ông Nguyễn Đình Dũng cho ông Vincent. Cô Dũng đã chuyển nhượng số cổ phần của anh qua cho Vincent rồi. Còn đây là thư của anh Đào. Dũng, Dũng giữ anh Đào ở đó đợi con nha. Cho xây dựng tất cả khu này là vì ước mơ của chúng ta. Anh muốn là sau này khi anh mất đi, anh có thể nằm ở đây, trên mảnh đất này, để mỗi ngày có thể nhìn thấy em, cùng em ngắm hoa và trò chuyện. Anh đang nói cái gì vậy? Em không có muốn nghe những chuyện không may.